Sáng ngày 3 tháng 9, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Phú Quốc có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động. Đối với tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển phía Nam đều có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng bởi thời tiết có mưa dông, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật mạnh. Sáng ngày 3 tháng 9, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ bị ngập.